Dạ con xin kính chào tất cả quý cô chú chị và các bạn. Ngày mới luôn luôn bình an vui vẻ, nhiều sức khỏe ha quý cô chú. Thì hôm nay con lại quay trở lại vườn của em Quốc Anh tại khóm 3 của thị trấn Cầu Quan của tỉnh huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý cô chú một cái số cây chơi Tết cũng như là một cái cây kim quýt cổ mới lấy về. Đó thì con số hoa giấy quý cô chú. Hoa giấy cẩm thạch ha, một số cây mai mai dảo để mình chơi Tết luôn nè, đang rất là sum suê nụ hoa. Rồi một cây kim quýt cổ của cô chú thấy từ xa xa đây, một cây kim quýt to em Quốc Anh mới lấy về ha, với một cây seri nữa. Rồi có cây mai lớn luôn, mời quý cô chú cùng gặp lại em Quốc Anh để giao lưu. Dạ Rồi anh chào qua đây. em chào cô chú và anh chị, em chào anh khách đã xem ủng hộ em như nhất rồi, mong cô chú anh chị xem và ủng hộ em clip này, Rồi. mình mua một số cây về trưng Tết. Rồi. Dạ như hôm nay em có ba mặt hàng như kim quýt, mai với lại bông trang, bông giấy với lại cây sa ri, giao lưu Rồi. với cô chú. Rồi Đầu vô tiên em không có mất thời gian, vô cây số 1 là cây kim quýt luôn. quá trời cây kim quýt to em hả? Dạ Cái này mình chiều cao nhiêu đây? dạ chiều cao 4 m. Cao 4 mét, tán Dạ rộng nhiêu tăng không? rộng ngang đây là 3 m. Rồi 3 mét. Dạ Đều có hơn cái trơn héo cô chú. dạ Mình đều có hơn hết. tính vừa heo. Cây này khoảng bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cái này em bứng em cũng ấy, em cũng không có hỏi nữa nhưng mà chắc cũng nhiều tuổi rồi. Nhiều tuổi. Cây Dạ kim quýt mà nó vậy nè quý chú, cao 4 mét ha, dạ tán rộng 3 mét. Rồi một cây tàn cổ thiên nhiên luôn, dạ trái thì rất là nhiều. Hiện giờ em Quốc Anh mới lấy về cho nên nó xuống lá thôi hả quý chú. Cây dạ này là mình bao cho quý cô chú luôn ha. dạ cái này em bao sống ạ. Rồi bao sống luôn. Và hiện tại đây là 48. Rồi 48 em ha. Dạ kim quýt nào kiếm vành 48, Nó một cốt hai thân vậy đó một ha, cốt hai thân một cốt rõ nó ràng. trẻ lên hai thân. Dạ Rồi em đo cái thân bên bên đó đi, thân thân to đi. Cái này chắc ta trồng cũng mấy mươi năm rồi cô chú. to đây là 29. 29 em ha. Dạ một thân 29, thân này thì 26. 26. Nói chung là thân là nguyên zin, không Dạ có mặt thẹo mặt cắt gì hết. dạ không Đâu, để đây, để đây. Đây heo chú. cây này khủng lắm cô chú ơi. Rồi. Cây này tại vì em bứng tàn thôi chứ cây này ở dưới này nó còn cắm cắm xuống lúc dưới này luôn, giữ. Cái rễ em ha. Dạ đúng rồi. Mình cũng chưa khai thác gì hết, mình mới Dạ môi sơ tại sơ cây này nhẹ cây nhàng. tàn mà. Cây tàn ha, giữ Dạ tàn luôn. dạ Và không lật lá luôn nha cô chú ha. dạ Đây, cái tàn zin của nó nè cô chú. Nó xương nó cũng dày lắm á, mà cao tới 4 mét luôn cô chú. dạ Chưa cao có 4 con tàn lại luôn em hả? dạ chưa con, Chưa con lại chủ luôn. nhà nó chơi nó có con rồi nhưng mà đợt sau này em chưa có con kịp nè. Bứng là giờ để y thinh vậy luôn. Dạ để yên thinh thì em giao lưu với cô Đây chú, nè. cô chú nào cũng muốn con thì em con lại Rồi để con đi cái mặt nhưng sau nè. mà là bao tròn. Bao tròn. Dạ bao tròn bao đẹp, Bao sống luôn. bao sống luôn, bao tới nhà luôn. Rồi. Rồi cây này giá sao đây em Dạ ơi? cây kim quýt mã số 1 này em giao lưu giá 13 triệu. Em giao lưu 13 triệu hả? 200 cây lứa, 200 cây số. 200 cây hả vui chú? Dạ. Rất là to nghe cô chú, kim quýt mà cỡ này là hàng khủng của cô chú ơi. Hàng khủng. Dạ hàng khủng. Cũng ít có thấy em hả? Dạ ít thôi. Trái cho nó nhiều lắm ha, trái chín đỏ nó đeo đang đeo rất là nhiều luôn. Trời cho nó em ứng em hạ xuống 3 người chịu tàn chịu không nổi. Rồi, đây Dạ. anh đứng vô cái tàn nè. Không xi nhê hết trơn nha quý cô chú. Trồng lấy bóng mát luôn. Chồng lấy trái lấy bóng mát luôn em ha. Dạ. Cây kim quýt cổ cỡ này thì cũng bây giờ cũng ít thấy rồi quý cô chú ơi. Dạ. Kiếm cũng khó kiếm mà tàn mà được đẹp vậy thì ấy, thường là tàn thiên nhiên nó không có được tròn vậy đâu em ha. Dạ Cái đúng rồi này anh. chủ nhà người ta chơi chắc người ta cũng cắt đồ này nọ ha. Dạ. Có lần sau này là người ta ổng chưa cắt thôi. Rồi này về sẵn mình trồng cái mình con là luôn ha, Dạ em con cưng là xương trồng đây. do luôn á. Dạ còn do luôn. 13 triệu em ha, Dạ 13 bao triệu. ship 290 200 thôi. cây xe tải. Dạ. Rồi cái này nếu tới vườn lấy thì Quốc Anh sẽ giảm bớt cho mình nha quý cô chú. Dạ. Rồi. Rồi Cảm tiếp tục ơn. luôn em ơi. Dạ tiếp tục mã số 2. Số 2 là cây gì đây? Cây mai. Rồi một cây mai bên đây. Chút xíu sẽ giới thiệu mấy cây này sao hả quý cô chú. Chú xem giúp con ha. Đây một cây mai. Dạ, cây mai vàng. Rồi mai vàng này mai gì đây Quốc Anh ơi? Dạ mai miền Tây. Bông thì mình thấy cho em.
Dạ bông thì 5 6 7 cánh à. Anh thấy nụ này khá nhiều ha, cái này dạ, là nụ chơi Tết luôn đó ha. Dạ, nụ đi Tết luôn. Lại cái này người ta trồng bồn á. Đây nè, nụ li ti rất là nhiều luôn. Em thấy bông gió thì có 6 có 7 đó, mà bông hơn nữa thì em chưa thấy. Rồi. Hiện tại chiều cao là 1,5 m. 1,5 m. Tán chiều này là được 2 m. Tàn thì dày kín hết trơn heo chú. Dạ, em trừ hao hết rồi. Tàn dày đặc luôn. Đây, bọn quanh vị trí này là được 44. 44 em ha. Dạ, 44. Xuống dưới này thì được 50. Rồi. Quanh này 50. Để luôn đi em ơi. Dạ. Em này chắc cũng có nuôi lâu rồi ạ. Dạ, ta nuôi cũng lâu rồi. Nằm trên bồn luôn. Dạ, trên bồn. Quanh đây là được 170. Rồi, để 170 ha. Cái cây này em có em nhớ là có mặt lỗi đây. Rồi. Nhẹ đây một cái. Vành 1,7 m ha vua chú. Đế thì khá đều luôn. Dạ, đế thì khá đều. Cái này nó lên xù không em? Nó như dạ, tượng xù nó như xù vậy đó. Này, nó, bản này là bản xù nè. Rồi, mấy cái này là xù nữa ha. Dạ đúng rồi. Đây, dán siêu siêu nha vua chú. Chi cành người ta cũng nuôi rồi, bắt đầu ra dây luôn rồi. Dạ. Đây, chi xương đây. Người ta có bẻ 2 lần, 3 lần gì rồi giờ người ta thả dây hết rồi. Thả luôn. Dạ. Thì tàn nó bệnh lắm rồi. Dạ, cây này về đem về cho Tết luôn cô chú à. Rồi. Quá trời nụ luôn. Nói chung là tròn đều luôn. Dạ, tròn đều. Tròn xe luôn. Cái này dạ, mà muốn sắp dây lại nữa thì nó còn bung cái tàn ra dữ lắm của chú ha. Dạ. Cây mai vàng mã số 2 này em giao lưu giá 13.500.000. 13.500.000 em ha. Dạ. Em bao ship 200 cây. Cũng ship 200 cây luôn quý cô chú. Tàn thì khỏi nói của chú ơi, tròn xe luôn. Dạ, tròn xe. Cái này mà mình muốn thích thì mình đệm dây thêm ra nữa thì nó xòe ra còn dữ nữa. Nụ thì con thấy nhiều lắm, nụ này nụ chơi Tết nè quý cô chú ha. Dạ, nụ chơi Tết. Nụ nhiều lắm. Cái này em bứng 2 ngày rồi, lá vẫn còn bình thường. Dạ. Thì khoảng chừng mùng 9, mùng 10 em xuống lá. Mấy cái nách này nó bể ra cho em hả? Dạ, bể hết. Mấy cái nách này bể xù xù ra nè. Đây chảy luôn. Rồi, cái ngọn luôn, bể tới ngọn luôn ha. Đây. Chỉ cho quý cô chú xem luôn ha. Cái tay cành lớn nha quý cô chú. Bự à. Cái này sửa mấy nó vậy? Nuôi mình cũng 3-4 năm rồi. À, 3-4 năm từ cái phôi lên ha. Dạ. Dán siêu siêu rồi chú ha. Này. Dạ, siêu siêu cũng có duyên lắm. Này mà để lên cái chậu để trước nhà cái là chỗ hoa dạ, cái là hết hồn luôn quý cô chú. Này hoa nhiều. Đế thì cũng khá ok đó. Chân dựa, chân chịu cũng có cho ha. Dạ, chịu có hết. Gị gì, chổi gì có hết luôn. Rồi, giá là 13 triệu quý cô chú. 500 ngàn. 13.500. 13.500 em ha. Dạ. Bao ship 200 km. Dạ. Rồi, số điện thoại của anh con để trên màn hình hoặc là dạ, trên tiêu số đề. Số điện thoại giao lưu của em là 0931118575. Đó cũng là số giao lưu của em ạ. Rồi. Rồi, tiếp theo là cặp bông giấy. Bông giấy em ha. Dạ, bông giấy Mỹ ghép cẩm thạch. Từ miệng chậu lên là được 90. Dạ. Tán rộng của nó là được 69. Giấy Mỹ ghép cẩm thạch. À, dạ, cây này nhỏ quá em giao lưu cặp mấy cô chú. Vành vị trí này là được 14. Rồi 14. Cụ đế thì vậy nè cô chú ha. Này chủ yếu là cái ghép ở trên em ha. Dạ, ghép ở trên thôi. Đo là hình thức là 53. Chơi hoa Tết với cô chú. Dạ. Rồi. Không đẹp quá. Hoa thì rực rỡ luôn, dạ. Tết thì không thể thiếu bông giấy trong nhà chú ơi. Rực rỡ này luôn. Rồi giá sao đây? Dạ, cái cặp này là em giao lưu với cô chú là 2,5 triệu. Rồi một cặp luôn em dạ, ha. Dạ, một cặp. Rồi em xin xuống cây này. Rồi đây cây nữa nè quý dạ, chú. Đây cây này nữa, 2 cây. Quá trời rực rỡ luôn. 14 luôn. Rồi. Như nó gì vậy? Chiều cao từ miệng chậu lên thì cũng được 85. Tán rộng được 70. Rồi, tán rộng 70. Dạ. Bông đẹp quá. À. Rồi, nó có cái bộ cũ vậy nè quý chú ha. Đó. Đây, một cặp em ha. Dạ, một cặp. 2,5 triệu ship cũng sao đây? Cây bông giấy này em chỉ ship 200 km thôi.
Rồi cũng vậy luôn ha, 200 km luôn. Dạ, tại vì cây này không có đóng thùng được, đóng thùng đi xa nó rụng bông. Rồi 2,5 triệu. Rồi đây cặp đây, để đây cho cô chú coi. Đây. Cái hòa giấy nó rực rỡ lắm cô chú ha, cẩm thạch. Màu đỏ rực luôn. Rồi tiếp theo rồi. Là mã số 4 là cây mai vàng. Một cây mai vàng. Dạ. Cây này chắc dảo quá em hả? Dạ dảo. Dảo Thủ Đức hay sao? Dạ cái này dảo Thủ Đức, em mua Thủ Đức về em thần nè. Rồi cái này là hàng chơi Tết nha quý cô chú. Dạ. Dảo Thủ Đức hàng chơi Tết. Rồi tới cái ngọn là chắc hơi cao đó. Dạ hơi cao ạ. À, hiện tại em tính 2m thôi, chắc hơn 2m anh Khánh ơi. Rồi 2m. Tán thì 1m rưỡi. Dạ. Tán ngang 1m rưỡi. Dảo Thủ Đức thì quý cô chú biết. Dạ. Rồi quần thân được 20. Rồi quần thân 20 em ha. Dạ 20. Quần thân 20. Này thì chủ yếu là chơi cái tàn với cái hoa này quý dạ, chú đúng ha. Rồi. Tàn này với này hoa chơi Tết. Hoa với lại tàn thôi. Nụ thì đặt kẹo luôn nha quý cô chú. Rồi. Đây. Nụ đặt kẹo luôn. Dạ dữ lắm. Nhiều lắm. Cái này đem về Tết nay chơi rất cực cỡ. Đây. Nụ lớn nụ nhỏ gì kẹo hết trơn em ha. Dạ. Rồi giá sao đây Quốc Anh ơi? Dạ cây mai vàng mã số 4 này em cho lưu giá 3,7 triệu. 3,7 triệu em ha. Dạ 3,7 triệu. Cũng em ship 200 cây. Dạ rồi. Dạ rồi. Cái này mình đem về mình chơi trước Tết luôn quý cô chú. Dạ. Em trước Tết luôn. Em chuẩn bị chơi Tết luôn. Cây to lắm quý cô chú ơi. 3,7 triệu em ha. Dạ 3,7 triệu em bao ship 200 cây. Dạ. Rồi tiếp tục luôn. Rồi tiếp tục là mã số 5. Rồi, cây này với cây đó cặp luôn á. Chuẩn bị thình vô ha. Dạ cũng em tính 2m thôi. Chiều cao. Tán ngang cũng 1m rưỡi. Rồi. Hoành thân vô này thân. Nó cũng giống giống nữa cô chú ơi. Dạ. Hoành thân cũng 20. 20 luôn. Dạ 20 luôn. Tàn thì đặt kẹo luôn. Bông thì kẹo luôn. Bao bông luôn ha. Dạ, bông kẹo luôn. Dạo Thủ Đức. Mã số 5. Số 5. Vậy nè. Giờ mình mua mình đặt sẵn ở nhà là vừa, cũng vừa quá cô chú. Dạ. Tới rậm cái mình đặt lá luôn là ok luôn. Cây này có mặt hoa luôn nè em ha. Đây, dạ, để có bông gió luôn anh Khánh. Có bông luôn. À, hồi nãy anh thấy cái bông đâu bên kia á. Mình quay quay nhẹ nhẹ cái nữa là thấy cái hoa. Đây nè quý cô chú. Bông nè. Cái này đẹp quá. Bông gió. Dạ, bông gió. Rồi. Này cặp với cây mã số 4 luôn. Cũng giá vậy luôn. Dạ, 3,7 triệu luôn. Em bao ship 200 cây. Tàn lớn nha quý chú, cao 2m, ngang 1,5m. Rồi, đổi luôn em ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục tới đây luôn. Mình có 5 cây hả? Dạ, 5 cây à. Rồi, 5 cây, cây nào cũng xum xê hết hả cô chú? Dạ. Cây nào cũng xum xê hết. Đây. Chiều cao 1m8. Rồi, cao 1m8. Tán ngang 1m rưỡi. Cũng vậy luôn. Dạ, cũng vậy luôn. Tán rộng thì nó tương đương nhau. Hoành thân được 21. 21. Như cây này là anh thấy có cái củ đế dưới ha. Dạ, nhưng mà mình không chơi, mình dạ, không ngồi ha. Dạ có củ lồi lên rõ ràng luôn nè. Đây nè, cái củ nó lồi lên nè dạ. Cô chú ha. Cây này khai thác xuống dưới đó, cái củ còn to nữa đó. Dạ đúng rồi. Dưới cái có 30 á. Cái này thì mình thường chơi tàn nha. Dạ. Chơi hoa Tết. Đây. Cây mai mã số 6 này em giao lưu giá 3,5 triệu. Em bao ship 200 km. Rồi 3,5 triệu em ha. Dạ. Dảo Thủ Đức nha quý cô chú ơi. À, bông thì to to không à. Dạ bông to to không à. Có mấy bông gió sẵn cho nụ rồi đặt ta. Kẹo nụ rồi quý cô chú yên tâm ha. Rồi xuống cây. Này xử lý đang chơi Tết. 3,5 triệu. 3,5 triệu cho mã số 6. Số 6. Rồi tiếp tục luôn. Số 7.
Tết rồi, vô chú anh chị sắm ăn cây đồ về chơi Tết rồi. Còn nếu mà gần gần đây thì Quốc Anh có giảm bớt luôn nha Quốc cô chú. Dạ có ạ. Nếu nếu gần gần thì mình không tốn tiền xe mình giảm luôn. Rồi. Sáng ngang cũng bét rưỡi. Nó cũng chạm một à. Hoành 20. Rồi hoành 20. Cũng vậy luôn ha, vậy cái thân toàn là hoành 20 dạ, không ha. Cái này cũng chưa moi ra nhưng mà thấy cũng nở nở ở dưới đâu. Dạ đa số cái này có củ củ tròn tròn ở dưới mà em không có moi làm chi. Rồi em ơi. Rồi giá sao đây? Dạ cây này em giao lưu giá 3,2 triệu. 3,2 triệu ha. Dạ em bao ship 200 cây. Rồi. Rồi xuống cây luôn. Rồi đổi luôn. Có nhiều quý cô chú mình chơi hoa, mình cần hoa chơi trước Tết nữa quý cô chú. À, cho nên là những cái cây dạ. này là mình về mình muốn lặt giờ nào cũng lặt cũng được luôn. Đó. Rồi tiếp tục một cây cuối cùng trong cái lô dạ. hôm nay ha. Dạ, cuối cùng của mai vàng. Cây mã số 8. Cây này chiều cao cũng 1m8 luôn cô chú ơi. Rồi. Tán này cũng 1m5. Nổi nụ ha cô chú, nổi nụ đặt kẹo nè. Rồi, cái này chắc cũng cỡ mười mấy 20 nữa. Dạ, nó chung cỡ á. Tại em mua chung bày à. Anh thấy cũng có cái cũ ở dưới thế nhưng dạ. mà mình không có không có dạ, không. Ấy. Rồi, 20 luôn á. 20 luôn ha. Dạ 20 luôn. Rồi, một cốt như tàn thông vô chú ha. Dạ. À. Nút kẹo nút luôn cô chú ơi. Này mà để giữa nhà một cái là rực rỡ luôn. Dạ. Rồi giá sao đây em ơi? Dạ cây mã số 8 này em cho lưu giá 3,2 triệu. 3,2 triệu. Cô chú thấy chứ mình lột lá ra một cái nhìn cái vàng nụ của mấy cây này là chịu không nổi á. Dạ. Tại vì hiện giờ nó còn lá thôi chứ nụ nó đơm ở trong đó nhiều lắm nhiều. Rồi tiếp rồi. Theo là cây sari đi. Rồi kế tiếp là cây sari đi. Dạ. Mã số 9. À cây sari này mình có thể mình chơi lũa được em hả? Tại vì cái dạ. đường cái vách này nó bị lũa luôn rồi. Dạ vách này bị lũa rồi chú ơi. Giờ mình cạo ra mình quét lũa luôn. Dạ quét lũa luôn. Cây thì sống thẻ. Tàn thì mịn luôn. Dạ. Cái này chắc quà Tết này cho trái được em ha. Dạ. Cho trái. Xương nó già. Cái này em bán cho chú yếu chơi thôi chứ cũng không còn lời gì nữa. Rồi tại vì luôn. Bán thu hồi vốn ha. Dạ thu hồi vốn luôn. Rồi đo giúp anh luôn chiều cao nhiêu đây. Chiều cao được 68. Rồi cao 68. Tán chiều này được 1,5 m nè. Rồi. Chiều rộng chiều dài tán được 1,5 m, chiều dạ. rộng thì nó được chiều rộng được 1m1. Mấy cái xương này nó già hết nha quý chú, quốc dạ. anh làm hình như là 2 nước dây hả em hả? Dạ, 2 nước 3 nước gì vậy? 2 nước à. Mới được mịn vậy đó ha. Dạ. Mình đây đại chỉ này là được 118. 118 em ha. Dạ. Rồi. Bự cây lắm. À, cái vách lỗ nó kéo dài từ trên dạ. cái thân này nè quý chú, dạ, kéo dài xuống đây. Cây thì 2-3 nước dây rồi. Tàn thì ấm mịn. Chi xương lớn. Rồi cây này giá sao đây? Dạ cây này em thu hồi vốn em bán 3,5 triệu. 3,5 triệu thôi hả? Dạ. 3,5 triệu quý chú ơi, một cây to đùng luôn, 100 mấy chục hoành. Dạ. Nhưng mà nó có vách lỗ nha quý chú. Em dạ, mình báo rõ ha. Lỗ này quý của chú về mình quét thuốc lỗ lên. Em bán giá này thua em mua cây phôi nữa. Rồi. Mà chi xương lớn lắm cô chú, đã định hình 3 nước. Đây. Ấm hết trơn luôn. Cái này qua ra trái nữa mới đã anh ha. Ha quốc anh ha. Đó. Rồi, 3,5 triệu. Dạ 3,5 triệu. Rồi kế bên luôn đi em. Cây Lekima. Có gì không rõ cô chú gọi cho quốc anh nha cô chú. Cây này to đẹp lắm cô chú ơi. Lekima này chiều cao được 1,5 m. Cây Lekima xưa. Dạ. Dạ. Tán được 132. Rồi. Em bữa nay em làm không kịp, có gì cô chú bỏ qua giùm em. Cây này hôm nay lên đẹp quá em ha. Dạ, hoành được 95. 95. Rồi. Đế đẹp lắm ạ. Đế đẹp luôn. Dạ. Đo đường kính đế không hay là đo làm sao không? Dạ nó đế. Cái rồi. Này chậu trong chậu mấy? Chậu 1 m thôi. 1 m ha.
Rồi chờ chú thấy luôn. Em lấy cái tổng thể này thôi là được 100 cỡ 190 á. Cỡ 190 200 ha. Dạ. Cái này thì cũng lành nguyên hả? Dạ lành nguyên anh ạ. Cái này chỉ điểm thêm nước nữa là dày anh Khánh. Rồi. Lên đẹp quá. Xum xê tròn hết trơn ha. Dạ. Dòng xưa mà trái nhỏ ha. Dạ. Rồi cây này giá sao đây em ơi? Cây này em vô luôn giá 9 triệu. 9 triệu. Luôn chậu bao xếp 200 cây ha. Dạ. Mã số 10. Đây nè, nhìn rất là dễ thương của chú ơi. Sắp sửa đệm. Rồi, tôi cứ clip cây vú sữa đây. Đây. Mã số 11. 9 triệu ha. Dạ 9 triệu. Dạ, chỗ này không rổ chú gọi cho Quốc Anh lại nha quý chú. Đó, cây thì tròn tay tròn tàn hết rồi. Tiếp theo là mã số 11 là cây vú sữa xưa. Tím hay trắng em? Dạ tím. Tím luôn hả? Dạ tím. Rồi vú sữa tím luôn. Cái này dài dữ lắm. Nó lên da cá sấu luôn. Lên da cá sấu luôn. Dạ. Chiều cao được 1.5 m hả anh? Cao 1.5 m. Tán chiều dày cũng 1.5 m luôn. Rồi. Như okay. Tròn đều á. Rồi. Lên da cá sấu luôn hả? Nứt dạ. Bể bể vậy đó ha. Dạ nó bể hết trơn. Mà vú sữa tím nè chú. Lộn thước rồi, năm cái này chắc 100 mấy á, cả 100 á quý chú ơi. 99. 99 ha. Dạ, 99. Rồi. Đẹp luôn. 99. Dạ, anh thấy nó lên dậy 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 luôn á. Để cũng khá độc luôn ha. Dạ. Để to. Cây này hiện tại nằm trong chậu 1 mét á. Đây nè quý chú, những cái bệt đế của nó nè. Dạ. Mấy cái này thì khỏe, chú Quốc Anh bắt đệm cũng ấm tàn rồi nè. Tròn xe. Tròn xe. Mặt cắt nè. Hai mặt cắt thôi em hả? Dạ hai mặt cắt hả? Lên ngay hết trơn. Rồi cây này giá sao đây em ơi? Dạ cây vú sữa xưa này em giao lưu giá 10 triệu. 10 triệu ha. Dạ. Cái bệt đế này. Cái đầu rễ của mấy này nó cuốn lại luôn của chú ha. Dạ. Nó cuốn cũng khá mạnh. Già lắm rồi. Dạ, nứt đó. Mấy chú anh chị nào coi và xem cái nào không gõ thì liên hệ với em. Rồi, 10 triệu em ha. Dạ. Trong chậu 1 mét nha của chú. Này nặng lắm. Có gì không gõ thì liên hệ qua số điện thoại là 0931118575. Đó cũng là số lô của em ạ. Rồi, còn cái gì nữa không em? Dạ không, cuối clip anh Khánh. Rồi cây vú sữa kìa. Dạ thôi, cái như đây thôi. Như đây thôi ha. Dài quá, cô chú coi cũng không hay. Rồi, vậy ha, mình chào luôn ha. Dạ, chào cô chú anh chị ạ. Rồi, hẹn gặp lại quý cô chú ha. Quý cô chú yêu mến, nhớ ủng hộ cho em Quốc Anh nha quý cô chú. Con cũng xin chào.